Bạn chi tiết về hợp đồng bên em cứ yên tâm đi. Bên anh sẽ làm đúng theo những gì mà bên em yêu cầu. Cường à, Tú ăn cái gì chưa hả con? Yên Cái tâm thằng đi. này. Yên tâm đi ha. Con ơi, nghe má hỏi nè. Dạ Cái dạ thằng. Bây giờ anh đang có chút việc bận, có gì anh gọi lại sau nha. Mà qua đây làm việc mà, má làm cái gì mà ầm ầm lên vậy? Mà có chuyện gì vậy? Bây giờ, việc gì mà còn làm nữa? Má hỏi con nè, vợ con đâu? Thì chắc là cô đi đâu đó thôi. Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Coi đồng hồ đi, hơn 10 giờ rồi đó. Giờ này vợ chưa về mà ngồi đó bàn công chuyện là sao? Má hỏi con nè, tụi anh đi đâu con biết không? Cái thằng này vợ bụng mang dạ chữa mà bây giờ ngồi đó công việc không cần biết đến ai hết á. Nè con, từ khi nào con trở thành một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy? Má, thôi được rồi, để con gọi cho cổ coi sao. Khỏi gọi, má gọi nó rồi, máy nó không có tín hiệu. Sao kỳ vậy ta? Sao? Bây giờ con mới biết lo lắng phải không? Con nhìn lại con đi, có người chồng nào như con không? Tu Anh, em bị Ừ. sao vậy? Giờ này lại không chịu về nữa. Gọi đi thì không bắt máy. Em biết là mọi người lo cho em đúng không? Em bị làm sao? Không, em chỉ mệt chút thôi à. Em định ghé qua đây nghỉ ngơi một lát mà ngủ quên luôn. Hèn gì, trông em mệt mỏi quá. Rồi em tính ở đây hay là về? Em theo anh. Sao nóng quá vậy kìa? Má ơi, má ơi, má. Gì đó con? Má hãy lên coi Tú Anh giúp con đi, trẻ con nóng lắm. Rồi má lên liền. Gì con? Trẻ Tú Anh nóng lắm. Vậy hả? Để má vô coi liền. Con, tôi xuống rồi. Con gọi taxi đi, để đưa nó đi bệnh viện. Nhưng mà bữa nay con không nghỉ được má. Má có biểu con nghỉ làm đâu. Má biểu con đi kêu taxi thì con cứ đi kêu đi. Con, Tu Anh, con thấy trong người sao rồi? Sao con? Má, có chuyện gì không má? Con sốt rồi. Má kêu Cường kêu taxi để đưa con đi bệnh viện. Cường, điện thoại gọi taxi tới đi. Con không sao đâu má. Chắc tại bữa giờ con bị viêm họng á. Viêm họng là may quá rồi. Sao mày? Cũng phải đưa nó tới bệnh viện. Lỡ ảnh hưởng đến đứa nhỏ thì sao đây? Má à, bữa giờ con vẫn uống thuốc bác sĩ kê đơn mà. Em không sao đâu, anh đi làm đi. Em ổn thiệt chứ? Ừ, em ổn, anh đi đi. Vậy thì anh đi làm nha. Má, chăm sóc Tú Anh giùm con nha. Con đi làm đi. Dạ. Má nhìn con xanh xao quá à. Nghe má dặn nè, đi tới đi lui ít thôi, nó động tới cái thai đó. Dạ. Thôi bây giờ má đi ra ngoài, má mua chút gì ăn cho con tẩm bổ nha. Dạ, má. Thôi, nằm nghỉ đi con. Má đi chợ chút nha. Chờ má. Chào anh ơi, anh cho em hỏi Tú Anh phòng marketing tới chưa vậy anh? Sáng ngày em chưa có thấy, có chuyện gì không anh? Anh Cường, anh có thư ạ? Anh cảm ơn em nha. Dạ.
Ừ, anh à, cho tôi hỏi cái cậu hồi nãy nói gì với anh vậy? Dạ, anh ta tìm cô Tú Anh. Em chưa kịp nói thêm gì, anh ta đi mất tiêu rồi. À, dạ. Dạ. Ờ con, đi đi, bác coi nó đang ngủ. Ờ, bác thấy nó đang ngủ ngon lắm. Chắc tại nó bệnh. Ờ, bác thấy nó đỡ sốt rồi. Con yên tâm đi. Bác thấy đâu có ai gọi nó đâu. Nè, cái điện thoại nó để đầu giường nè. Nhưng mà nó tắt máy luôn. Con, lát mới về sớm nha. Dạ em mời chị. Cảm ơn em. Dạ. Alo. Mai hả? Mày rảnh không? Ra đây với tao đi. Tao buồn quá. Con không có gì đâu. Thôi mày làm đi nha. Dạ, con nghe nè má. Cường ơi, má vừa thấy Tú Anh ngủ đây. Thoáng cái, nó biến mất rồi con ơi. Con về liền đi. Biến là sao hả má? Thì hồi nãy, lúc con gọi về thì nó vẫn còn ở đây. Má xuống nhà nấu cơm được một lúc. Má quay lên, má không thấy nó đâu hết á. Má không biết nó đi đâu, má gọi điện, nó không trả lời nữa. Con đang ở đâu vậy? Con đi công chuyện chứ không phải đi chơi đâu má. Bây giờ Tú Anh đã nghỉ liên miên. Còn một mình con cán đáng biết bao nhiêu là khách hứa với là hợp đồng. Con mệt lắm á. Con ơi, con phải tìm cái gì cho má. Tất cả lỗi là tại con hết á. Ồ, sao lại cho con? Chứ phải tại con bỏ bê mẹ con nó. Nó chán đời, nó mới về sao? Liền đi kiếm nó cho má. Để mà nói cho con biết, coi chừng mất cả vợ lẫn con nghe chưa? Dạ, thôi được rồi, má cứ bình tĩnh đi. Hả? Con sẽ tự kiếm cổ cho. Chắc là cổ tự về nhà cổ thôi chứ có đi đâu đâu má. Vậy thôi nha má. Nè, dạ. Tại sao gọi một dĩa đồ ăn mà chỉ có 3 cái vậy? Dạ, tại chỉ có một người ăn cho nên nhà hàng em làm 3 cái ạ. Tôi gọi một dĩa là chuyện của tôi, nhưng mà nhà hàng phải làm ăn đàng hoàng dạ. Chứ. Tôi anh. Làm ăn gì mà kỳ cục vậy? Dạ. Hả? Sao tôi không có tiền hả? Dạ không phải sao? Chị. Dạ chị ơi mong chị thông cảm. Xin lỗi cái gì? Cô này là vợ của tôi, chắc là cô sai quá rồi, cô thông cảm nghe. Cho tôi xin lỗi cô. Dạ, dạ em cảm ơn anh. Em. Tại sao em đến đây uống bia vậy? Em. Anh mặc kệ em đi. Em uống như vậy ảnh hưởng tới con đó. Tại sao vậy chứ? Tại sao hả? Tới bây giờ anh còn hỏi em tại sao hả? Tại sao mày muốn như vậy sao? Anh nhìn lại anh đi. Tôi anh, anh xin lỗi em. Vì thời gian qua đã bỏ bê mẹ con của em. Mình về nhà thôi. Ừ, để đưa em về nha. Đi, theo anh về đi mà. À, tôi anh Cường. Dạ cho anh. Xin lỗi cho tôi đến trễ. Dạ, xin lỗi ha. Hôm nay tôi bận rồi, để em khác nha. Ủa, sao vậy? Đi. Ủa, anh Cường, vậy là sao? Ờ, tôi cũng không biết nữa. Em nghe đi. Em nói đúng. Anh cần phải tìm lại phương hướng của cuộc đời mình. Anh biết là em vẫn còn giận anh. Anh chỉ muốn nói là anh không thể làm khổ hai người phụ nữ trong cùng một lúc được. Tu Anh đang rất sốc. Em mừng khi mà nghe anh nói như vậy.
hãy chăm sóc mẹ con của ấy tốt hơn là chăm sóc cho mẹ con em như ngày xưa. Cảm ơn em đã giúp anh hiểu ra. Anh chào em. Chị, đi ăn trưa chị. Ừ, thôi em đi đi. Anh Cường có mua đồ ăn cho chị mà. Dạ, vậy tụi em đi nha. Đi ăn cơm bà. Ừ, đi. Em, anh có mua đồ ăn cho em nè. Em ăn đi, ăn nhiều nhiều vô nha. Anh để đó, lát em ăn. Em phải ráng ăn nhiều vô đó. Giờ này em thấy em xanh xao lắm. Anh, em thấy thời gian này công việc cũng ít. Em muốn tạm nghỉ một thời gian. Dù sao con của mình cũng bước sang tới tháng thứ 6 rồi. À, đúng đó. Anh cũng nghĩ như em vậy. Mà anh tính cho em nghỉ từ lâu rồi. Với lại em cũng nên đi khám thường xuyên nha. Ừ, anh yên tâm đi. Em có hẹn khám thai hàng tháng mà. Em xin nghỉ một thời gian. Có thể công ty sẽ không trả lương. Nhưng mà không sao đâu. Anh lo được mà. Quan trọng là em và con khỏe là được rồi. Chiều nay em đi khám á. Em có hẹn bác sĩ rồi. Anh sẽ đưa em đi. Thôi, giờ em vẫn tự đi được mà. Anh còn nhiều việc phải lo lắm. Thời gian qua anh tệ quá. Anh xin lỗi em. Từ nay trở đi, anh sẽ quan tâm tới hai mẹ con nhiều hơn. Em muốn đi. Sinh tố này sẽ rất tốt cho sức khỏe của mẹ và bé. Tụi anh. Sao anh biết tôi ở đây? Em ở đâu mà anh không biết? Sao? Em muốn tiếp tục né tránh anh à? Anh đâu phải là trò chơi của em. Muốn có là có, muốn bỏ là bỏ hả? Không phải. Vì tôi có một kế hoạch khác, nên tôi không cần sự giúp đỡ của anh nữa. Kế hoạch à? Kế hoạch gì ở đây? Đó là chuyện của tôi. Nè, buông ra. Nhưng anh vẫn cần em. Anh buông ra không? Không, tôi la lên đó. Anh sẽ buông với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói dối. Anh đang hăm dọa tôi đó hả? Lúc đó anh còn chưa biết là tôi sẽ nói cái gì. Làm sao anh bật máy ghi âm được? Thực sự thì cô em cũng khôn ra rồi đó. Lần thứ nhất thì không có, nhưng lần thứ hai là có đó em yêu ạ. Anh để cho tôi yên anh Sơn. Anh thích đi gặp anh Cường đúng không? Đi đi. Em thích nhầm người rồi đó.
Tuấn, Tuấn, cô ngồi dậy. Cô giải thích đi. Có chuyện gì vậy anh? Ai nhắn tin cho cô? Hả? Có phải thằng Sơn không? Nó muốn cái gì? Bạn kia ông nào vậy? Bạn kia ông nào? Chuyện gì đây xảy ra vậy? Dạ, dạ, đâu, em đâu có bản ghi âm nào đâu. Chỉ là... Tôi biết là cô đang giấu tôi cái chuyện gì đó. Cô đang cặp kè với nó đúng không? Cô đang lừa dối tôi phải không? Phải không? Anh ơi, em không có cặp kè với ai hết. Em cũng không lừa dối anh. Anh ơi, em nói thiệt mà. Tôi không có tin. Cô... Cô hả? Cái gì đây hả? Anh ơi em xin lỗi anh. Anh ơi em sai rồi, nhưng mà chỉ vì em yêu anh quá thôi. Anh ơi, dám lừa gạt tôi đây hả? Cô dám lừa gạt cái má tôi hả? Không, cô lừa gạt cái dòng họ của tôi nữa. Cô là cái thứ tôi gì vậy hả? Bước ra khỏi nhà của tôi. Bước đi ra. Anh đi ơi, ra khỏi nhà của tôi đi. Tha cho em đi. Biến ra khỏi em nhà của tôi. Xin lỗi mà. Biến. Đừng có xử vậy như vậy. Đi. Anh. Nghe tiếng xe của cô là tôi xuống liền nè. Mà má đâu rồi? Má đi chợ mua mấy đồ ngon ngon tẩm bổ cho chị rồi. Nè, tiền của cô nè. 20 triệu, đúng như cô yêu cầu đó. Cảm ơn chị dâu nha. Khỏi phải đếm. Chị, bộ chị chưa có bầu hả? Vậy là khi anh hai anh ngủ với chị mà anh không biết gì hết hả? Ừ. Rồi khi hai người quan hệ, ủa chẳng lẽ anh không biết sao ta? Ừ. Thì lúc đó tôi tắt đèn rồi lựa chọn những tư thế mà anh ấy không phát hiện ra được. Mà thôi mệt quá dẹp đi. Tôi cũng đang sốt ruột muốn chết, muốn chi là cô. Hay là em nghĩ chị thôi đi. Cái gì? Em nghĩ chị nên dừng tất cả mọi chuyện này lại, rồi nói hết sự thật ra. Nói là chị bị hư thai rồi. Đại loại là vậy đó. Cô nói cái gì vậy? Ủa? Bộ không ai ở nhà hay sao mà nhà cửa giống quê vậy ta? Chị còn thấy mệt sao khi phải diễn kịch như vậy? Em thì mệt mỏi lắm rồi. Nhìn mọi người mâu thuẫn với nhau á, rồi mong đợi cái đứa bé giả này ra đời. Em á, cảm thấy áy náy khủng khiếp luôn á. Em mệt lắm rồi chị à. Chị làm khổ mọi người đó. Cái gì? Tôi làm khổ mọi người hả? Hả? Nè, cô đừng có tưởng mà cô ngồi không đó rồi cô ngậm được tiền của tôi. Cô đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của tôi nha. Ai lừa dối gia đình, ai tìm thầy bói giả đi lừa dối má, ai đem sổ đỏ đi cầm rồi hả làm ăn thua lỗ rồi sau đó moi tiền tôi hả? Thì ra bây giờ là lúc vạch mặt nhau đó hả chị? Tôi không có vạch mặt, nhưng mà tự nhiên bây giờ cô chở cái thói hả, tốt bụng đau lòng ra. Tôi nghĩ hay là tôi chu cấp cho cô nhiều quá rồi cô yên tâm á mà cắn răng á cho lương tâm làm vậy. Nhiều khi á để cho cô đau khổ vật lộn tôi nghĩ còn tốt hơn á, đúng không? Tôi nói rồi, cô để yên á, cho tôi diễn hết mặt kịch này đi. Bây giờ đứa nhỏ giả là sợi dây duy nhất để có thể giữ yên cho tôi và cho cô nữa đó. Chị này, cô Tám, cô Tám,
nào cổ. Cổ chết không chị? Ủa đi vô kìa chưa? Lần này thì chết chắc rồi. Trời ơi, sao mà chết dễ như vậy chứ? Em chỉ thấy cổ té xuống đường thôi mà. Gấp quá tao có đem thêm cái gì đâu. Chị nói là nói chúng ta kìa. Rồi rồi. Lần này thì chết chắc rồi em à. Chuyện này cô Tám đã biết, rồi má biết, anh Cường biết, mọi người sẽ biết hết. Sẽ không ai biết hết. Sẽ không ai biết hết. Chị có nghe chưa? Lúc sau em vừa nói với chị là mình phải nói thật. Mà thôi, bây giờ chị nghĩ mình đã đến nước này rồi thì mình nên... Không không, chị không nói. Em không nói thì sẽ không ai biết hết. Đúng là lộ ra thì chị em mình sẽ đi tù, chị biết không? Nên chị không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Chị có hiểu không? Chị... Sao vậy? Hai đứa này Tám sao rồi mà hai Tám đứa sao rồi? Sao? Nói má nghe coi. Con cũng không biết nữa má ơi. Lúc đó con đi ra cửa, rồi con thấy Tám băng qua đường. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Lúc đó con chiếc xe máy chạy tới, thế là má, bác sĩ. Dạ tôi sao rồi bác sĩ? Bác sĩ ơi, tôi là người nhà của cô Tám. Cô Tám, sao rồi bác sĩ? Tôi là chồng của bà Tám đây. Sao hả bác sĩ? Bà ấy bị chấn thương vùng đầu và còn tụ máu. Chúng tôi đã hội chẩn, phải phẫu thuật gấp. Dạ, phẫu thuật xong là chắc không sao hả bác sĩ? Cũng còn tùy vào quá trình hồi phục sau mổ nữa. Thông thường những trường hợp như thế này có thể bị hôn mê một thời gian. Gia đình theo tôi làm thủ tục. Dạ dạ. Chú đi làm thủ tục cho vợ đi. Ai biết làm gì? Trời ơi, số má thì giỏi lắm. Mà bây giờ nói làm tới thủ tục thì không biết. Đi vô làm cho vợ đi. Trời ơi, giờ tôi không biết gì nữa trời ơi. Con à, bây giờ sự việc đã xảy ra như vậy rồi, con về nhà nghỉ ngơi đi. Con chừng ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Má nhìn thấy con xanh xao quá. Con về đi, có gì má sẽ thông báo nha. Má nói đúng đó chị. Em đưa chị về nha. Ở đây có má, có chú Tám, lát anh hai vào nữa. Chị an tâm đi nha. Được, đưa chị về đi nha. Có chuyện gì thì má sẽ điện thoại báo cho hai đứa biết nha. Dạ, con đưa chị về nha má. Cẩn thận nha con. Thưa má, con về ạ. Đi lẹ đi con nha con. Chị Tú Anh. Chị, chị không được nói với ai chuyện này, nghe chưa? Sao vậy? Không phải chính em nói là mình nên nói hết mọi chuyện hả? Bây giờ chuyện đi quá xa rồi, chị sợ. Trời ơi, em nói hoài mà chị không hiểu là sao? Em cũng sợ vậy. Em cũng ân hận lắm chị. Nhưng mà lộ ra là mình có tội. Chính em đã dồn bà chạy ra ngoài đường, cho nên mới xảy ra tai nạn. Vậy là lỗi của em, đâu phải lỗi của chị đâu. Cái gì? Chị chối tội hả? Không có dễ vậy đâu chị. Nhưng mà không có cái vụ giả, cái màu giả để lừa dối mọi người thì tụi đâu có ra nông nổi như vậy. Mà thôi đi, bây giờ không phải là lúc để tôi với chị cãi nhau như vậy. Tôi nghe bác sĩ nói khoảng một thời gian nữa cô Tám mới tỉnh. Mình cứ từ từ đi rồi tính. Giờ tôi đi đóng tiền lời cho tụi đó, chỉ cần ở nhà đi. Nhưng mà nhớ là không được động tới chuyện này nữa, biết chưa? Mình phải tìm cách để con
phòng đứa con trước khi bà ấy tỉnh lại. Nhưng mà bằng cách nào đây? Chị ơi, chị muốn tìm ai? Dạ không, em xin lỗi. Làm cách nào để có một đứa con bây giờ? Dạ. Xuống đây đi, mới mua thức ăn cho con nè. Dạ má mới về. Má mua thức ăn cho con nè. Con không thấy đói má à? Đâu có được. Con đừng lo cho cô Tám quá. Con không chịu ăn uống gì. Tội nghiệp cho đứa nhỏ. Vô đây, má lấy đồ ăn cho con. Cẩn thận. Rồi, ngồi xuống đi. Nè, qua ăn đi nè. Má nói với thằng Cường vô viện trực đêm với chú Tám rồi. Bác sĩ nói là phải phẫu thuật. Phải đợi phẫu thuật xong thì mới yên tâm con à. Ăn đi con. Bộ cũng lo lắng lắm sao? Mặt mày xanh lè xanh lét vậy? Ăn, ăn đi con cho nóng con. Nè con. Con không muốn ăn má à? Thôi, chịu khó ăn. Con không nghĩ tới con á thì phải nghĩ tới thằng nhỏ trong bụng chứ. Cô Tám bị như vậy có ai muốn đâu. Bà phẫu thuật xong rồi là cũng như xong một phần rồi. Mà tội nghiệp cô Tám thiệt. Sao ăn gì vậy? Dạ. Con đừng suy nghĩ gì hết. Ăn đi con. Cháu cưng của bà nội. Nè, ngoan nha. Không được quậy mẹ con. Để mẹ con nghỉ ngơi. Biết mẹ con đang bệnh không? Thôi, để bà nội nói cho mẹ con ăn nha. Giỡn đi con. Nha. Ngoan bà nội cưng nha. Thương quá à. Nhỏ này, sao kỳ vậy? Sao con khóc? Hả? Khóc khóc cái gì không biết nữa. Cô Tám sẽ ổn bà con. Mà cô Tám cũng kỳ kìa. Chuyên môn mình chị con Loan. Nói xấu con. Vậy mà con còn nghĩ cho cổ như vậy. Nếu mà cô Tám có biết được, cũng mừng lắm đó. Em ghé đâu chưa? Chú Tám đưa rồi. Chú vừa đi ra ngoài uống cà phê rồi. Em nói dữ lắm chú mới chịu đi. Coi vậy mà chú thương cô Tám lắm. Bác sĩ nói sao anh? Tình hình có vẻ bị nặng. Chắc là phải phẫu thuật đêm. Đơn, mình ra ngoài. Để cho cô nghỉ. Đi đi, anh có chuyện muốn nói với em. Anh có gì muốn nói không? Em hãy nói thật cho em biết. Em có còn yêu anh không? Lúc này bạn còn nói tới chuyện đó sao? Chẳng phải là hôm trước anh gọi cho em và nói là sẽ chăm lo cho Tú Anh nhiều hơn hay sao? Thực sự đối với em, việc đó rất khó khăn. Cái thai của Tú Anh đã sang tháng thứ 6 rồi. Nếu mà anh tôn trọng em,
hãy yêu thương mẹ con Tú Anh. Em đã từng bị anh bỏ rơi nên em biết vô cùng khủng khiếp. Với mẹ con em thì trễ rồi, nhưng mà đối với Tú Anh thì chưa. Em còn có hai con, còn có má và các em. Còn Tú Anh, ngoài anh ra, cô ta thật chất có một người. Anh hãy về nhà để làm tròn bổn phận của một người chồng và người cha đi. Đừng làm em khó xử nữa. Đây là một quyết định hết sức khó khăn đối với em. Em biết là các con rất là thương anh, và anh cũng vậy. Em không hề muốn anh xa chúng nó, nhưng mà em không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Chú Tám ơi, chú cố gắng ăn đi để giữ được sức khỏe, rồi còn dạ, lo cho cô Tám nữa chứ. Chú ăn biết đi chú. Em ăn không nổi chị. Ráng đi. Thôi giờ vậy, em vô trọng chút nghe chị. Thôi chú đi nha, chú đi ạ. Dạ. Chú vô trọng thăm bà chút, vậy mới dạ, yên tâm. Uống chú một cái. Dạ. Thấy cũng tội nghiệp chú Tám. Bình thường thì ăn nhậu dữ lắm, bữa nay cô Tám nằm bệnh thì cũng biết lo. Nghĩ cũng tội chứ con. Thêm miếng nữa đi. Dạ. Cô chào má, chào anh chị. Lấy chén cái thư ăn cơm con. Dạ. Con đi đâu từ sáng tới giờ, nhà thì biết bao nhiêu chuyện, má kiếm con hoài không thấy đâu hết trơn á. Con cũng nhiều việc chứ bộ. Ở nhà ăn bám thì má cũng la, đi thì má cũng la. Ừ, má, thư nó đang sang lại cái quán đó má. Má coi ai có nhu cầu thì giới thiệu cho nó. Quán xá buôn bán kiểu đó, cho không người ta không lấy nó chứ sang. Trời ơi, má có tới đâu mà má nói như đúng rồi vậy. Mà thôi đi, chuyện của con á, con không cần ai can thiệp hết. Ủa mà mọi người ngồi đây hết rồi, ai trong Tám vậy? Chị Loan chơi. Chú Tám cũng mới vô trong đó đó. Ủa, anh, sao anh nói là thuê người mà? Không phải anh nói mà là chú Tám nói. Với lại chưa kiếm được người nên nhờ lo trông hộ thôi. Để coi như bệnh viện trong cô Tám, chứ để chú Tám trông con yên tâm. Thư, chưa dạ, ăn uống gì mà đi đâu. Ăn chút rồi đi con. Dạ thôi má ơi, coi vô bệnh viện có ăn cũng được mà. Con đi nha má. Cái con này lạ thiệt á, bình thường nó đâu có hại cái cô Tám đâu. Má à, máu mủ ruột rà mà, đôi khi xảy ra chuyện mới thấy được tình cảm. Thì bác cũng thấy mình ăn đủ được tình cảm. Thôi ăn đi con, ăn miếng này con. Con này thiệt tình. Thư, chị đi, coi cô mà kiểu gì vậy? Cô nằm mà con ngủ à? Loan đâu? Thì tối qua con với chị Loan thay nhau chăm sóc cô. Nhưng mà con nghĩ chị Loan còn hai đứa nhỏ nên kêu chị về trước rồi. Cả đêm qua với đêm trước con có ngủ đâu. Trời ơi, muốn chết rồi. Trời đất, hèn chi, nhìn cái mặt xanh mét à. Thôi về nhà đi, để má coi cô cho. Ôi, thôi, không sao. Má về nhà coi nhà đi, con trông cô được. Về đi, con ở đây được rồi, đâu cần thêm người. Cô Tám mà biết con tận tình chăm sóc cho cô như vậy nè, cô tỉnh vậy chắc cô xúc động lắm đó. Con về nhà, tắm rửa nghỉ ngơi gì đi. Trời ơi, cô Tám như vậy nè mà sao con về được? Từ đó tới giờ má nghĩ không tốt về con. Đừng buồn má nha. Thôi mà má đi về giùm con nha. Dễ. Con chỉ mong á, lúc tỉnh dậy thấy cái mặt con ở đây á, chắc Tám vui lắm. Thôi má về nhà nha.
sự việc xảy ra như vậy đâu. Là con có lỗi, con xin cô. Nhưng mà con có tỉnh dậy á, thì con nhớ cô đừng có nói chuyện đó ra cho cô. Má hả? Sao căn phòng bây giờ còn ngồi đây? Má điện cho chị Tú Anh con từ sáng tới giờ, điện hoài mà không thấy nó nghe máy. Má nghĩ cuối tuần rồi mà nó vẫn đi làm, tội nghiệp nó quá. Tội nghiệp? Con thì phải ở đây cả đời, trong khi phải nhẫn nhơ ngoài kia mà tội nghiệp cái gì? Chị con có bầu, sao con lại ganh tị với chị con? Bầu chưa bả, con có bầu cũng được. Nè 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 nè, mới nói cái gì đó, nói lại cho mấy nghe coi. Bà con nói cái gì? Thì con khùng chút xíu mà không được hả? Má, Tám á, bà nằm viện mấy ngày rồi. Vậy có phải bà đi luôn không? Trời đất ơi, nè em nói. Ăn nói gì vậy bà hả? Này con sao vậy Thư? Thì con mệt quá thôi. Còn bây giờ hả, con chỉ muốn về nhà ngủ một giấc, tắm rửa cho sạch sẽ để hết mấy cái mùi bệnh viện đi nè. Con mệt, con ngồi đây con nghỉ ngơi ăn uống đi. Má lên trển má coi cô Tám cho. Anh đi ra ngoài ăn tối như vậy, anh đã nói với Tú Anh chưa? Rồi, con nói với anh con qua nhà bạn chơi, nên chắc không có vấn đề gì đâu. Lâu lắm rồi anh mới ăn được một bữa cơm ấm áp như vậy. Cảm ơn em nha. Được. Anh đang cố nhưng không thể quên được em và các con. Anh biết như vậy là sao? Em đã có ép là anh phải quan tâm tới tụi nhỏ. Đối với em, anh cũng quan tâm để chăm sóc cho Tú Anh. Vậy là quá đúng. Nhưng anh yêu em. Đừng giận khi nói ra điều đó. Anh thật sự càng nghĩ tới cuộc chơi những hành động của nó để đối với em thì anh càng thấy yêu em hơn. Anh yêu em nhiều hơn cả những lúc mình còn bên nhau. Anh có thể quan tâm chăm sóc lo lắng cho tụi anh, nhưng anh không hề muốn cổ. Đừng giận anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Anh đừng. Anh buông em ra đi. Anh xin. Nếu như mình không chịu làm cho em, làm cho em tổn thương cái gì, chờ xin lỗi anh. Anh đi về đi. Sao mà mình mâu thuẫn vậy? Nhưng muốn anh nói lại với mình, nhưng vừa muốn anh phải về cho Tú Anh. Ô bác, tình hình cô Tám sao rồi má? Tin mừng, bác sĩ nói là cô Tám cô sẽ tỉnh lại sớm thôi. Có điều là má hơi lo cho con Thư. Nó cứ ở trong bệnh viện cả tuần nay rồi. Má kêu nó về, nó không chịu về. Chắc là giờ chưa có chồng cho nên tâm lý bất ổn chứ gì. Con đừng nói, con nói vậy má lo thêm á. Để ra mở cho.
dĩa cho má đi con. Dạ. Về đây má. Má cảm ơn con. Toàn Toàn, nghe dạ. Má dặn nè, tối đi ngủ á, con để điện thoại ra xa con nghe không? Sóng điện từ không có tốt cho em bé đâu. Dạ, con biết rồi. Anh đang đối mặt với chồng em này. À. Ồ, có gì em? À, em sẽ đi tìm cho em. À, hồi nãy em có nghe một tiếng động lớn, em tưởng đâu có chuyện gì. Hồi nãy kia có điện cho bạn, không có gì đâu. Chị em nghe nhầm rồi, không có nhầm. Nếu anh không gặp anh thì lần sau chúc mừng chồng em lúc này sẽ là một nhà bạn.